con miệng nói chuyện á. Ôi trời ơi, tóc ơi, nói gì? Em cười á, em hư lắm ý, em quấy ngủ kinh khủng luôn. Em gắt ngủ mẹ chết dở luôn, nhưng mà không thể chịu nổi luôn, mẹ chỉ muốn vứt mẹ nó đi cho xong ý. Đàn ông gì mà gắt ngủ thế? Vừa phải đấy chứ, nhớ chưa? Vừa phải thế nhá. Em mà cứ gắt ngủ quá mẹ chết dở luôn. Không thể chịu nổi luôn. Sao mà gắt ngủ thế không ý? Hả? Em nói đi, sao em lại gắt ngủ như vậy hả? Em hành hạ mẹ, ăn không ăn, toàn quấy thôi. Yêu ơi, tí nữa hết bỉm thì cởi chuồng nha. Mấy hôm nay á, gần Tết nên nó chẳng xếp hàng gì cả, mẹ điên hết cả người rồi đây này. Tí ra vay bỉm của bác Phương nha. Bác Phương bảo là bác biếu cháu 10 miếng bỉm nha. Ok chưa? Sophie làm ăn vớ vẩn lắm. Mọi lần chỉ 2-3 ngày là về đến nhà. Hôm thì 3 ngày, hôm thì 2 ngày. Mà bây giờ hàng mấy ngày rồi hàng chưa về đến nơi mà. Thế là em phải cởi chuồng ấy. Em cởi chuồng là chết dở luôn. Lạnh teo chim. Em ơi, em à, em có bùa gì mà lại làm oanh nhiều vậy? Em ơi, em à, em ơi, em à, em có bùa gì mà lại làm oanh nhiều vậy?